Khương Thịnh mộng phù du sau 16 năm trên phim Hạnh Phúc Với Minh Hằng, đời thực êm ấm với vợ và ba con. Khương Thịnh là một trong những nam diễn viên được đông đảo công chúng biết đến qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Mộng Phù Du, Mùa Hè Sôi Động, Kiều Nữ và Đại Gia, Tình Khúc Mùa Thu, Hồ Sơ Lửa. Có một chặng đường làm nghề dài dặn, anh luôn nhiệt huyết với công việc diễn xuất. Gần đây, nam diễn viên đang được khán giả dành nhiều sự quan tâm khi đảm nhiệm vai thiện trong Vòng Xoáy Tội Ác. Theo ngành mỹ thuật kỹ sư nhưng trẻ ngang với điện ảnh, diễn viên Khương Thịnh khắc họa thành công nhiều dạng nhân vật từ hiền lành, đỉnh đạt đến cả xã hội đen. Bắt tay vào nghề diễn viên với bộ phim Ba Lần Và Một Lần của đạo diễn Trần Vịnh, và sau đó Khương Thịnh dần khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả và được nhiều đạo diễn xem là bảo chứng casting qua nhiều bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng từ nhiều phương diện. Lương mỗi tháng 1,5 triệu, ý mày sao? Tụi mày tính là cướp hả? Đặc biệt là bộ phim truyền hình Hướng Nghiệp từng là mưa làm gió một thời trên nhiều màn ảnh. Sau phim Hướng Nghiệp, nhờ ngoại hình đẹp trai, nhã nhặn, anh tiếp tục được các đạo diễn Danny đóng giày vào vai nam chính Đào Hoa, Lãng Tử trong hàng loạt phim như Những Khoảng Trời Riêng, Tình Khúc Mùa Thu, Cho Yêu Thương Quay Về. Mình gặp ai mình cũng quan sát hết, kể cả những cô lao công hay là những công an, để mình đem nhân vật đó, khi mà mình có nhân vật mình sẽ đem vô phim. Mỗi vai diễn, nam diễn viên thường mang một sắc thái khác nhau. Anh có nhiều tác phẩm đóng đinh trong suốt gần 20 năm trong nghề, từng có giai đoạn phủ đầy trên sóng truyền hình. Hiện nay, Khương Thịnh vẫn rất chăm chỉ đóng phim, anh đang đảm nhận vai thiện trong bộ phim Vòng Xoáy Tội Ác. Bộ phim kể về hành trình thực thi công lý, ngợi ca sự dũng cảm, mưu trí của các chiến sĩ hình sự. Bên cạnh sự thăng hoa trong lĩnh vực nghệ thuật, Khương Thịnh còn rất hạnh phúc, viên mãn bên tổ ấm nhỏ. Bà xã nam diễn viên là một người có tên tuổi trong giới kinh doanh. Cô tên Mỹ Vân, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Phu nhân Người Việt 2013 tại Canada. Đến nay, hai người đã có ba người con, đủ nếp đủ tẻ. Trong đó, người con đầu 13 tuổi, bé thứ hai 11 tuổi và cậu út 7 tuổi. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Khương Thịnh luôn chứng minh bản thân là một người chồng, người cha mẫu mực của showbiz Việt. Nam diễn viên từng chia sẻ, bản thân anh là người rất kỹ tính, cầu toàn. Bên cạnh việc chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, anh dành trọn vẹn thời gian để chăm sóc cho gia đình và đảm bảo cân bằng giữa việc chung và việc riêng. Nam diễn viên từng chia sẻ, bí quyết để giữ hạnh phúc của tôi đơn giản lắm, có giận nhau thì nhẹ nhàng giải thích cho nhau hiểu. Qua cơn giận thì vợ chồng lại cơm lành canh ngọt. Vợ chồng là đôi bạn ăn ở với nhau suốt đời suốt kiếp, nên việc cảm thông, bỏ qua cho nhau, hiểu nhau là quan trọng nhất. Với các con cũng vậy, tôi không phải là người cha dạy con theo kiểu cứng rắn, bắt con phải như thế này, như thế kia. Các con còn nhỏ, hãy để cho chúng phát triển một cách tự nhiên là tốt nhất. Với vẻ ngoài điển trai, phong độ, nam diễn viên 7X từng tham gia làm người mẫu, cộng tác với một tạp chí thời trang. Với kinh nghiệm dày dặn, anh tự tin hoàn thành tốt vai trò ghế nóng của cuộc thi nhan sắc Miss Vietnam New World 2018. Trải qua một thời gian dài tham gia nghệ thuật, ngọn lửa đam mê của Khương Thịnh vẫn luôn cháy bỏng. Với từng dạng nhân vật, anh luôn thể hiện sự đầu tư, tìm tòi không ngừng nghỉ để có thể hóa thân trọn vẹn. Khắc họa thành công hàng chục vai diễn, người hâm mộ khó có thể quên được một nam diễn viên đa sắc thái, giàu biểu cảm trong mỗi vai diễn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!